Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay là 10 tây tháng 4. Tại dê Phúc Mỹ đã về là 600 con dê nha. 600 con dê từ 10kg tới 18kg nha. Đó, ba dải luôn á, dải dưới đất này nè, thấy không? Bề ngang là 2m. Bề ngang 2,5m đó mà đứng đầy luôn. Rồi cái dải trên chuồng này bề ngang 2m cũng đứng đầy luôn. Đó, cái dãy bên đây cũng vậy luôn, đứng đầy bích dịch luôn. Đó, còn khu vực này là chưa nè, giờ tới chiều còn về nữa. Chứ cái dãy bên kia còn trống. Đó, bà con cô bác quý vị nào có nhu cầu mua dây được con nuôi dỗ thì cứ liên hệ với Mỹ qua số điện thoại là 0964 987 590. Đó, hôm nay là ngày 10 tây tháng 4 nha. Là dê Phúc Mỹ về đầy cái chuồng luôn rồi đó. Dê từ 10 tới 18 kg. Nuôi dỗ nha. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn các bạn, bà con cô bác.